Xin chào các bạn, mình là Đinh Công Tú. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Các bạn nhớ để nhận liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình. Để không bỏ sót bất kỳ bài hướng dẫn nào của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh luôn nhé. Ngoài ra để tạo thêm động lực cho mình ra nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì bạn hãy giúp mình nhấn nút like và nút chia sẻ kênh nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Gần đây thì rất nhiều bạn nhắn tin cho mình muốn mình hướng dẫn bài nhạc phim Tây Du Ký. Mình thấy đây là một bài rất hay. Mỗi lần nghe lại thì mình cũng thấy cực kỳ là xúc động. Đấy, mình có cái tình cảm đặc biệt với cái bộ phim này. Nên mỗi lần mình nghe lại cái giai điệu của cái nhạc phim này mình thấy là rất xúc động. Ok, về cơ bản thì bài này rất dễ thôi. Rồi, đợi mình đổi góc máy quay nhá. Rồi trong cái khuôn khổ của video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần điệp khúc trước nhá. Đấy, thế còn sau đấy khi bạn tập xong điệp khúc rồi, những bạn nào có hứng thú muốn tập tiếp thì cứ để lại comment, mình sẽ sắp xếp thời gian mình hướng dẫn nhá. Bởi vì cái quỹ thời gian của mình nó rất là ít. Đấy. Nếu mình rảnh lúc nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn lúc đấy. Ok. Cái này thì về cơ bản rất dễ. Mình ngẫu hứng chơi lại ở giọng la thứ. Các bạn nhớ nhé, la thứ là loại giọng đơn giản nhất rồi. Không có phím đen, hầu như không có phím đen nhé. La thứ tự nhiên sẽ không có phím đen. Chỗ nào mà có phím đen mình sẽ nói nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đánh thật chậm tay phải trước nhé. Chậm này. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn tiếp. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn. Son, la, đô, mi, re, di, re, si, la, son. Tiếp tục. Son, la, đô, mi, re, mi, son, la, đô, si, la, son, la. Lại nhắc lại, tiếp tục. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn. Son, la, đô, mi, re, si, la, son, la. Tiếp tục. Son, la, đô, mi, re, mi, son, la, đô, si, la, son, la. Đấy, thế là hết. Câu cuối các bạn có thể nhắc lại nhiều lần tùy các bạn. Cái câu này, mi, son, la, đô, si, la, son, la. Đấy, mình có thể đánh thật chậm lại một lần nữa nhé, để các bạn theo kịp này. Thật chậm, rất chậm này. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn. Đô, si, la, son, la, mi, hai, ba, bốn. Son, la, đô, mi, si, re, si, la, son, la. Tiếp tục. Son, la, đô, mi, re, mi, son, la, đô, si, la, son, la. Nhắc lại. Mi, son, la, đô, si, la, son, la. Đấy, thế đã. Bạn thấy phần cao trào của điệp khúc này rất hay đúng không? Đấy, mình thấy là cực kỳ hay luôn. Rồi tay trái thì sao? Tay trái thì rất dễ thôi. Bài này thì mình ngẫu hứng chơi theo điệu bossa nhanh. Đấy, nhưng mà vì cái điệu này nó hơi phức tạp một tí cho nên là gì? Tất cả mọi người mới chơi thì sẽ rất khó để chơi nó. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái điệu đơn giản hơn nhé. Cái điệu như mọi khi thôi. Mình đánh bình thường, mình đánh giải bao nhiêu mọi khi thôi. Ballad thôi. Đô, si, la, son, la, mi. Đấy. Đô, si, la, son, la, mi. Đấy, các bạn sẽ dùng cho mình là pha trưởng. Pha, đô. Son trưởng. Son, re, son, re. Và đô trưởng. đô sòn hoặc là đô sòn đô rê mi son mi rê. Đấy, để phần nối đơn giản nhất là đô sòn đô rê mi son mi rê đô da 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 di da di da di da 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 di da di da di. Rồi đến đây ghép lại nhá, chạm này. Đố các bạn ở đây. Đô thêm đô si la son là chuyển la son. La mi là chuyển đô. Đấy, đô re mi son mi re lại đố. Đô thêm đố cùng đô si cùng la son la son. La mi là lên đô son. Đô re mi son mi re. Rồi, tiếp các bạn về la thứ là đô mi re. Đấy, la thứ sẽ là la mi đấy. La mi tiếp tục re thứ sẽ là re la. Đấy, xong các bạn lướt cho mình ta ta ti ta hoặc là ta ti ta ti ta ti ta, như thế cho đơn giản nhé. Nghĩa là chỗ này sẽ có ba hợp âm. La thứ trước này la mi sau đó rê thứ rê là đấy, xong mi thứ mi si sau đó lại la. Đấy, cả hai đoạn giống hệt nhau. Đấy, sau mình ghép này là đô mi rê si là lên si rê si la son la. Đấy, ghép thật chậm nhé, là cùng nhau này là thêm đô mi thêm đô mi re. Mi re là xuống đây mi re. Đấy, si là lên mi này si thêm re si la son la 2 3. Tiếp son la đô chuyển mi son la. Dưới đây cho các bạn dễ nhìn nhé mi son la đô si la son la. Chỗ này các bạn nhớ là lướt cho mình từ fa đô son rê xong về la nhé, từ mi này cái mô típ cuối đấy mi son la đô si la son la. Đấy, mi son là mi son la là fa fa ta ti ta. Đấy, hiểu chưa, mi son này mi son 2 3 mi son la thêm đô si la son la. Ok chưa? Đấy, bây giờ ghép thật chậm lại nhé. Các bạn nghe hoàn chỉnh lại này. Lên đấy, ok chưa? Đấy, tạm thời đã nhá. Rồi, chúc các bạn luyện tập tốt. Chào các bạn.